Xin chào các bạn, và hôm nay thì mình đã mang đến harem của mình, thì do cách ly nên chỉ còn một em thôi. Và đây là em Quỳnh, mới chia tay người yêu, khóc vãi trường luôn, có cả video đang khóc này. Rồi ok, Quỳnh ngày xưa làm cửa hàng bán toy nhỉ? Dạ. Loại toy gì là Quỳnh cũng bán nha các bạn. Hôm nay em có biết đây là cái gì không? Đây là siêu nhân Gao mẹ ơi, chẳng lẽ tuổi thơ em chưa từng nghe đến siêu nhân Gao à? Rồi, nhưng mà em tưởng đây là Gundam. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp, đó là một con Gao Knight. Đây là một con rất là đặc biệt, xuất hiện trong tập đặc biệt chứ không phải là con bình thường các bạn hay thấy. Ta bắt đầu rồi nhá. Ra đây sao? Rồi, ok. Để cho em mở hộp lấy ra nào. Nếu các bạn vô tình nhìn thấy cái cặp giò trắng nõn nà của Quỳnh thì các bạn đừng có nhìn kỹ quá nhá. Sẽ ảnh hưởng đến cái độ bền đấy. Nhìn cái gì nhiều nó mòn. Rồi. Đây là bản xịn full box mới cứng, và giá bán của nó thì mình sẽ để các bạn phần mô tả bên dưới của một fanpage của người bạn của mình đang bán. Đây, các bạn thấy là cuối tutorial hướng dẫn lắp đặt. Nhưng cái này thì không cần, bởi mình đã rất là rành cái này rồi. Ui, có một cái dạng như một cái poster dành cho những cái con siêu nhân Gao. Em cầm đi để cho anh chỉ cho mọi người. Thế bạn thấy đây là Gao chúa, đây là Gao phượng hoàng, con gì đây em? Sư tử. Con này. Sói. Con này. Tê giác. Rồi con này. Cá sấu. Con này. Cá mập. Con này. Đại bàng. Con cu. Thế thì nó sẽ tách ra các nhóm siêu nhân Gao. Ví dụ như hàng dòng này sẽ có con Gao King. Các bạn sẽ thấy các cái phụ kiện như là Gao voi này, rồi cũng như là Gao hươu cao cổ này, bộ đôi là Gao gấu bắc cực, rồi cũng như là gấu đen này. Các bạn sẽ thấy đây danh sách của nó. Em mở này ra đi, Gao đâu? Tác dụng duy nhất ở đây chẳng qua là các bạn nhìn thấy cặp đùi đấy thôi, nhưng mà thực sự rồi em bán. Rồi em bán gì? Bán gì? Nói to lên. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái đế để trưng bày mấy cái con động vật nhá. Đây là con Gao tinh tinh đỏ của mình. Thì trong nhà mình đang có một con Gao tinh tinh là xanh. Đây là cái con mà phiên bản trong tập đặc biệt. Em cầm lên đi. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái con này thì nó có sơn cái tông màu đỏ khá là giống với lại vị Chinsu. Đấy. Phía sau của nó thì sẽ được làm bóng nhá. Nếu các bạn mở ra thì bên trong sẽ có đầu của con robot, thì nó sẽ có cái gương mặt này của Gao Knight, nó sẽ khác với sao Gao Muscle của chúng ta. Đấy, thấy chưa? Đó là hầm hố cực kỳ là ngầu. Đấy, mọc sừng nhưng là sừng chỉ có một cái thôi. Rồi thế này thì mình sẽ cho các bạn xem một con Gao khác cũng đặc biệt không kém, đó là Gao voi châu Phi. Và tại sao? Tại vì con này màu đen. Rồi, các bạn có đọc cái câu chuyện, xem một bộ phim hài mà có một chàng trai đã ước rằng ước cái ấy của anh nó là thật to mà phụ nữ nhìn vào ạ thích. Thế là nó biến thành màu đen, mà ông này bảo có thể biến nó thành màu trắng được hay không? Thì cũng tương tự như con voi như thế này. Thì con voi này thì phiên bản gốc của nó sẽ là màu xanh. Em nghịch cái gì đấy? Em làm lại cho anh xem không? Nhưng mà thói quen, phụ nữ thích chơi voi các bạn ạ. Cười thì cười, may cho em là cái này nó uốn dẻo được đấy. Nhưng cái này nó mà gãy thì em chết. Thì con này nó sẽ có nhiệm vụ là tách ra là làm khiên cũng như là làm vũ khí. Cái chân của nó được mạ bóng, vì vậy các bạn phải giữ cẩn thận, nếu không nó sẽ dễ bị trầy nhá. Rồi chúng ta có thể tháo ra. Đó. Thấy chưa? Đấy. Rồi, đỉnh không em? Cười gì? Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. À, sao? Nhìn này, nó đang cong này đúng không? Anh làm cho nó cực. Đấy, thích không? Thích. Tôi thấy mà tôi tức. Đây, nó sẽ biến thành cái khiên nhá các bạn. Đó, đẹp không em? Đẹp ạ. Như vậy là một bên dao và một bên khiên. Đấy. Lên. Đấy, vũ khí quá tuyệt vời, cầm đấy. Rồi chúng ta đến cái phần mà hai cánh tay. Ở phiên bản này thì nó sẽ có tương tự như là Gao vua, thế nữa chúng ta sẽ có cọp trắng kỳ diệu. Đây. Gao vua bắt cọp hay kìa. Bắt con cọp đi em kìa. Đây, bắt như nào ạ? Em có biết bắt con cọp à? Thất vọng dã man luôn các bạn ạ. Rồi thế thì để cho bạn thấy thì cái bộ phận từ gọi là rốn đổ xuống ấy, thì là con này là giống nhau, nhưng mà mình sẽ không tháo ra. Thì đây là con trâu của mình đã lắp. Thì đây là Gao Muscle, thì là phiên bản gốc nó sẽ như thế này. Thì để cho tiện thì mình sẽ bắt đầu có một sự so sánh vũ khí của hai con là sử dụng giống nhau. Mình sẽ bỏ nó ra, mình sẽ tháo hai cánh tay này. Đó là con gấu trắng và con gấu đen.
Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu xem là nó khác nhau chỗ nào. Cái đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu sắc thì của con này là màu xanh và nó khá óng ánh, con này thì nó là màu đỏ rồi. Gương mặt của hai con cũng khác nhau. Cái con Gao Nai thì sẽ có cái mặt nạ màu đỏ, còn bên này chúng ta sẽ có như thế này. Và như thế, cái này nó lộ rõ cái gương mặt của con robot của chúng ta hơn. Rồi, nhưng mà thiết kế cấu tạo hai con như nhau. Khi bạn nhìn thấy hai bên vai thì sẽ có họa tiết hoa văn giống nhau. Và khi bạn xoay ra ngực ở phía trước, đây, ngực phía trước thì cũng họa tiết là giống y hệt nhau. Phần quần lót thì cũng tương tự như vậy nhé các bạn. Quần lót cũng giống nhau, không khác nhau chỗ nào cả. Giữ chim này. Ôi, giữ chim anh này. Ui, cái này nó mới quá nên mà khớp của nó vẫn cứng đúng không? Ừ, nó vẫn rất là cứng. Cái gì mới nó cứng, dùng lâu rồi nó không còn cứng như ban đầu nữa. Cái gì? Quỳnh làm sao nhỉ? Sau đó mình sẽ cho nó cưỡi. Cưỡi bình thường thì người ta hay cưỡi ngựa, nhưng phiên bản này chúng ta sẽ chỉ là cưỡi trâu thôi nha các bạn. Đấy. Ok, như vậy chúng ta đã có được phần thân của Gao Nai. Khớp của nó vặn sướng thật sự luôn, mới cũng khác, đã quá. Còn cọp này chúng ta sẽ quay cái đầu ra đây. Đấy, rồi. Như vậy chúng ta đã có được là hoàn thiện đầy đủ. Nhưng về vũ khí thì là do phiên bản này ta sẽ còn có thêm những cái khác. Đây, cái khiên của chúng ta sẽ chính là đầu của con voi. Rồi, như vậy là cuối cùng chúng ta đã hoàn thành xong lắp ráp Gao Nai. Thì đây là một con gao thì đem lại một sức mạnh rất là ấn tượng, hầm hố mạnh mẽ. Với những cái khiên và vũ khí của nó màu đen thì các bạn thấy trông rất là ngầu đúng không? Em có thể xoay quay cái phần trên này xuống. Đấy. Đấy, nhìn thấy sức mạnh của con Gao Nai, sự thiết kế của nó rất là đẹp. Nó đẹp, nó trùng với lại bộ tông màu mà Quỳnh hôm nay vừa mặc. Thì các bạn biết là quá phụ đen không ạ? Khi mà không có người yêu, không có ghệ, thì Quỳnh sau khi chia tay người yêu cũng mặc cái bộ Black Widow như thế này. Như vậy đây là bộ Gao Nai của mình, là màu hộp. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment, chia sẻ ý kiến bên dưới và truy cập vào link thì mình có để mua bán hàng ở đây nhá. Hẹn lại bạn các video là xong. Trong số sinh nhật mình vẫn thích Gao nhất. Và đây là Quỳnh nhá. Bạn nếu mà muốn follow Quỳnh hãy truy cập vào website trời đất.cc